Rồi chào anh em nha, hôm nay là về được một cái kệ da yên cho anh em. Thì đây khoảng tầm 200 miếng nha anh em nha. Đây, da yên đã về tới mình rồi. Bữa giờ thì không có đăng, tại vì thứ nhất là nó gần hết hàng rồi. Mình còn để dàn mình bán bên TikTok shop nữa. Thì đây, đây là cái da yên thái nha anh em nha. Mẫu này thì anh em cũng biết rồi. Mẫu full da lót, full lót ở dưới nha. Da là da mẫu sần cứng mới nha anh em nha. Đó, da rất là dày và lót ở trong thì cực kỳ êm luôn. Đây, anh em thấy nguyên một miếng da nó có nguyên một miếng lót bình thường. Đợt trước mình bán một cái loại da là da của Thái luôn anh em, mà nó cũng chỉ cái miếng đấy là 400 ngàn một miếng luôn, nhưng mà nó lót chỉ có ở khúc này, một miếng ở đây và một miếng ở phía dưới này thôi, chứ nó không có lót full như vậy nha. Cái này là nó lót full full bộ luôn nè, nên là khi mà anh em ngồi ấy là nó êm cực kỳ luôn. Còn những cái miếng đợt trước thì nó chỉ êm cái khúc ở đây và phía dưới này thôi, ở dưới này nó không có lót cho nên nó sẽ không êm bằng. Đó, cái đó là mình nói thật nha anh em nha. Còn về chất lượng da thì bộ này là da jean, được gỡ từ trong những cái da yên đế sắt ở bên Thái ra. Đó, nó là da yên mẫu sần cứng mới, anh em sẽ thấy cái vân nó hơi dài hơn này. Cái vân nó sẽ hơi dài hơn so với lại cái đời cũ này. Đấy, và đây có cái lỗ bấm da này, cái này là da jean nha anh em nha. Đó, nếu mà da lô bình thường thì ít khi mà nó có cái lót cỡ này lắm, mà cái lót này nó dày khủng khiếp luôn này. Anh em thấy không? Ở phía bên trong nó lót cũng đẹp nữa. Nói chung là khi mà anh em cầm cái miếng da yên này lên á thì anh em sẽ thấy được cái độ chất lượng của nó luôn. Mà nó thật sự chất lượng nha, rất là dày dặn. Cái miếng da rất là dày dặn vào đây. Nhìn anh em nhìn cái chữ Honda phía sau giúp cho đàn này. Đó. Đấy, anh em thấy không? Cái chữ Honda phía sau này rất là đẹp nè. Cực kỳ đẹp luôn nha anh em nha. Nó không có phải là cái dạng cái nét chữ ngoặt ngoạc như cái loại kia, mà cái này là nét từng tí luôn. Rất đẹp nha. Đó. Về phần gân này. Đó, phần gân chỉ này. Đây nè, thấy không? Gân chỉ rất là đẹp luôn nha. Đó. Gân chỉ rất đẹp vào trần này, là nó lót nổi lên trên rồi, rất đẹp rồi. Đó. Thì cái miếng da này nếu mà theo như nãy giờ anh em thấy thì cái chất lượng của nó là cực kỳ tuyệt vời luôn. Và cái miếng da này thì nếu mà tính ra thì miếng da này ở thị trường chắc nếu như mà mình bán ở thị trường á thì các anh em bán lẻ sẽ bán được tầm 200 đến 250 miếng. Nhưng bên Đạt thì do mình đổ xỉ cái này, tại vì mềm nhiều lắm em, mềm nhiều lắm, cho nên là mình đổ xỉ cho anh em. Còn riêng giá xỉ với giá lẻ thì nó cũng không chênh lệch nhiều. Xỉ thì sẽ là 60.000 một miếng và lẻ là 65.000 một miếng. Thì cái miếng này là 65.000 nha anh em nha. Anh em nghe không có lộn đâu, 65.000 một miếng thôi. Thì cái miếng da mà 65.000 như thế này thì thật sự anh em là cực kỳ là quá rẻ rồi. Cái miếng này khi mà mỗi lần mà mình về mình giới thiệu lên anh em là bán đều bán rất chạy, bán gần như bán hết luôn, không có đủ hàng để bán. Cái này thật sự nha anh em nha, cái này là về hàng là không có đủ để bán luôn em ơi. 65.000 một miếng thôi mà anh em chúng ta có nguyên một cái miếng da yên như này. Hỏi anh em là xe nào mà xài da yên nó không hư, đúng không ạ? Ngồi đôi khi chúng ta ngồi nhiều nó cũng hư, mà anh em chúng ta chở con cái này cái đôi khi nó cầm dao nó đọc vô, hay là anh em chở hàng nhiều thì nó cũng bị đè, nó bị lủng, nó hư. Đó, nói chung rất là nhiều lý do để chúng ta thay một cái miếng da yên. Và anh em biết rồi, thì anh em ra các cái tiệm bình thường anh em bọc da yên á thì da sẽ không bao giờ có loại da dày như này, da rất là mỏng luôn. Và thứ hai á là nó sẽ không bao giờ có lót nha. Những cái loại có lót thì nó sẽ rất là đắt tiền. Đó, đa số là sẽ không có lót và da nó sẽ rất là mỏng nha. Đấy, thì anh em thấy rồi, lớp da này thì quá là chuẩn cho anh em rồi. Mình cam kết anh em nhận cái da này không cảm thấy không ưng hoàn lại cho Đạt nha. Cái này mình cho anh em kiểm tra hàng trước khi nhận luôn, trừ những anh em mua sỉ thôi. Đấy, thì nó thật sự với anh em là cái giá của cái bộ da này có 65.000 thôi, nhưng mà mình dám tự tin khẳng định với anh em là cái giá này rất tốt và bộ da này cực kỳ chất lượng luôn nha anh em nha. Không phải suy nghĩ nhiều, bộ da này cực kỳ chất lượng, trước sau đều rất là đẹp luôn. Nó thật sự với anh em cầm bộ da này trên tay không đẹp không lấy tiền cho anh em luôn. Rồi, giá 65.000 một miếng, anh em nào cần liên hệ với shop nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều luôn.